Lai Vung là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Lai Vung được mệnh danh là Vương quốc quýt hồng, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu nên có nguồn nước dồi dào thuận lợi cho trồng cây ăn trái, với đặc sản nổi tiếng là quýt hồng, quýt đường, cam sành, bưởi, vân vân. Đặc biệt quýt hồng Lai Vung và nem Lai Vung được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền của huyện Lai Vung. Huyện Lai Vung nằm ở phía nam của tỉnh Đồng Tháp, nằm cách thành phố Cao Lãnh khoảng 27 km, cách thành phố Sa Đéc khoảng 17 km, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 11 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 179 km. Phía đông giáp thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, phía nam giáp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, phía bắc giáp huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Theo nguồn gốc sử sách ghi lại, sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức vào thế kỷ 19 đã có ghi chép địa danh Lai Vung. Theo đó, sông Lai Vung là tên tục của Cường Oai Giang. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiếu, địa danh Lai Vung thực chất có nguồn gốc từ tiếng Khmer Sra Tambun, tức là loại cau để chín khô trên cây, vốn được bán rất nhiều ở vùng này. Do đó vùng này cũng được gọi, họ gọi là Srok Sra Tambun, về sau được người Việt gọi biến âm thành Lai Vung như ngày nay. Ở Lai Vung chủ yếu trồng cây có múi và cây hoa màu. Huyện có đặc sản là trái cây cam xoành, quýt hồng, bưởi, nấm dâm, nem Lai Vung. Về công nghiệp, khu công nghiệp Sông Hậu được xây dựng tại ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi kinh tế cũng như phát triển kinh tế tại đây, như xây dựng quy định về các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư và thuế theo quy định pháp luật. Khu công nghiệp công nghệ cao diện tích quy hoạch 250 ha tọa lạc tại ấp Tân Định và một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, được chuyển từ cụm công nghiệp Cái Đôi Tân Thành. Về du lịch, theo kế hoạch phát triển du lịch, huyện Lai Vung đã xác định từng bước củng cố và tập trung phát triển 3 sản phẩm du lịch đặc trưng với tiềm năng và lợi thế của du lịch huyện là du lịch tham quan vườn cây ăn trái và trải nghiệm những hoạt động sôi nổi trên mặt nước, mô hình du lịch thực dưỡng và du lịch homestay.